Ra mắt vào năm 2018, Mitsubishi Xpander đã tạo nên một trong những cú sốc rất lớn trên thị trường ô tô trong 5 năm trở lại gần đây. Mẫu MPV Nhật Bản đóng vai trò rất lớn trong việc mở ra phân khúc MPV 7 chỗ gia đình giá rẻ với thiết kế đẹp mắt, nhiều trang bị tiện nghi, đi cùng giá bán hấp dẫn, dễ tiếp cận. Từ chỗ cạnh tranh thị phần với Toyota Innova, sau một thời gian ra mắt, Xpander đã hoàn toàn đánh bại mẫu xe đến từ thương hiệu Toyota với doanh số lên tới 20.000 xe trong năm 2019, chỉ xếp sau Toyota Vios trong top 10 dòng xe bán chạy nhất năm. Nhờ đó, Xpander nghiễm nhiên trở thành con gà đẻ trứng vàng, gánh vác doanh số và thị phần cho Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Tại Việt Nam, Xpander 2022 được Mitsubishi nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và bán ra với hai phiên bản bao gồm Xpander 1.5 số sàn với mức giá bán là 555 triệu đồng, Xpander 1.5 AT với mức giá bán là 630 triệu đồng. Xpander 2022 sở hữu kích thước thông số dài rộng cao lần lượt là 4.475mm x 1.750mm x 1.730mm, chiều dài trục cơ sở đạt 2.775mm, khoảng xăng gầm 205mm và bàn kính quay vòng 5,2m. Tất cả những thông số trên đều giúp cho Xpander có một không gian rộng rãi, tối ưu và khả năng vận hành linh hoạt khi di chuyển trong phố. Phần đầu xe nổi bật với hai vòng cung đối xứng mạ chrome cỡ lớn tạo thành hình chữ X, phía trên tiếp giáp với nắp cabo là lưới tản nhiệt tinh tế với các nan mạ bạc. Điểm đặc biệt nhất chính là cụm đèn chiếu sáng chính được đặt thấp bên dưới cản ba đợt sốc. Trong khi đó, vị trí đèn pha truyền thống lại là đèn định vị LED. Ở thời điểm mà Xpander ra mắt vào năm 2018, thiết kế này được nhiều chuyên gia và khách hàng đánh giá rất cao, góp phần tạo nên xu hướng cho nhiều mẫu xe ra mắt về sau. Cụm đèn chiếu sáng chính của Xpander 2022 sử dụng bóng LED trên phiên bản AT và bóng halogen truyền thống trên phiên bản số sàn. Trên phiên bản Xpander số tự động, nhà sản xuất còn trang bị thêm cho xe đèn sương mù halogen, giúp mở rộng tầm quan sát khi xe di chuyển đi qua khu vực có sương mù hoặc thời tiết xấu. Ngoài ra, cả 3 phiên bản đều được trang bị đèn chào mừng và đèn hỗ trợ chiếu sáng khi rời xe. Khu vực cản trước của Xpander 2022 được thiết kế đối xứng với cụm lưới tản nhiệt chữ X ở trên. Đây cũng là khu vực bố trí cụm đèn sương mù trên phiên bản AT, vừa tăng tính thẩm mỹ, vừa tăng giá trị sử dụng của xe. Tiến về hai bên, thân xe của Xpander 2022 có những đường gân dập nổi mạnh mẽ, hiện đại, đối xứng trên dưới hài hòa, kết hợp với phần đầu xe vuông vức. Hốc bánh xe phía trước được tạo nên bởi một khối cơ bắp chắc chắn, dù chỉ là một trong những chiếc xe MPV dành riêng cho gia đình. Bên trong la răng là hợp kim 16 inch thiết kế hình cánh quạt với hai tông màu, được cắt và phay bóng đem lại nét hiện đại, tinh tế. Trên thân xe còn được trang bị cụm gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ cho cả 3 phiên bản. Phiên bản số sàn có phần gáo gương được sơn đồng màu với tay nắm cửa và thân xe. Trong khi đó, chi tiết này trên phiên bản số tự động được mạ chrome và gương chiếu hậu có khả năng chỉnh gập điện tiện dụng hơn. Phần đuôi xe của Xpander 2022 sử dụng cụm đèn hậu LED hình chữ L, cách điệu, đẹp mắt và đầy cá tính. Trang bị thân xe bao gồm tay nắm cửa tích hợp, chìa khóa thông minh, camera lùi, đèn phanh trên cao LED, anten với cá mập. Khoang cabin của Xpander 2022 mang phong cách thiết kế nội thất đơn giản, gọn gàng và có phần già dặn. Chất liệu da màu xám xuất hiện xuyên suốt khoang lái của phiên bản AT. Đặt ở vị trí trung tâm là màn hình cảm ứng 7 inch trên phiên bản số tự động, đầu CD trên phiên bản số sàn. Ngay phía dưới là các cửa gió điều hòa và cụm điều khiển điều hòa trung tâm được sơn đen bóng. Vô lăng trên xe sử dụng thiết kế 3 chấu to bản truyền thống. Đặt ngay phía sau là cụm đồng hồ táp lô dạng analog bán điện tử, cung cấp đầy đủ các thông tin thông số vận hành cho người lái một cách đơn giản và dễ sử dụng. Phần tiện ích giải trí, Xpander 2022 được trang bị phần màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch đi kèm với hệ thống 6 loa trên phiên bản số tự động. Có khả năng kết nối với Apple CarPlay, Android Auto, USB, Bluetooth. Trên phiên bản số sàn hướng đến nhóm khách hàng chạy dịch vụ nên chỉ sử dụng đầu CD 4 loa để cắt giảm chi phí. Tất cả các phiên bản đều được trang bị hệ thống điều hòa chỉnh cơ với cửa gió riêng biệt cho hàng ghế sau. Đặc biệt, hệ thống cửa gió sau trên Xpander được bố trí ở khu vực trần xe, vừa giúp tăng độ thoải mái cho hành khách, vừa tạo thêm không gian trống cho khu vực bệ tỉ tay phía trước. Các tính năng như vô lăng điều chỉnh 4 hướng, kính lái chỉnh điện 1 chạm, móc cố định ghế trẻ em ISOFIX, gương hậu bên trong chống chói 2 chế độ ngày và đêm là những trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản. Ghế ngồi trên các phiên bản Xpander số tự động được bọc da màu xám, trong khi các phiên bản số sàn vẫn sử dụng ghế nỉ. Ghế lái chỉnh cơ là trang bị tiêu chuẩn trên cả hai phiên bản. Hàng ghế thứ hai của Mitsubishi Xpander được chuyên gia và khách hàng đánh giá rất tốt. Khoang để chân và độ ngả lưng ở hàng ghế sau của xe phù hợp với những khách hàng có chiều cao trên 1m75. Đặc biệt, hàng ghế này có thể điều chỉnh theo 4 hướng, trượt lên, trượt xuống và ngả tựa lưng, giúp người ngồi thoải mái hơn khi đi xa. Bên cạnh đó, khoang để chân ở hàng ghế thứ ba có mức không gian được đánh giá là rộng nhất ở phân khúc. Dung tích khoang hành lý của Mitsubishi Xpander 2022 cũng vừa đủ dùng cho những chuyến đi ngắn ngày với đủ 7 người. Khoang hành lý này chứa đủ 2 vali cỡ chung và có thể mở rộng khi gập tiếp các hàng ghế thứ 2 và thứ 3. Tất cả các phiên bản đều sử dụng khối động cơ Mi Vec 1.5 lít, sản sinh ra 104 mã lực, mỗi bên xoắn cực đại đạt 141 Nm tại 4.000 vòng trên phút, đi kèm là hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp, xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước. Mitsubishi Xpander đạt chứng nhận 4 sao về an toàn của các tổ chức đánh giá xe mới ASEAN NCAP. Bên cạnh đó, các công nghệ an toàn mình xin phép được đặt bên trên màn hình, giúp quý vị có thể tiện theo dõi. Vừa rồi là những chia sẻ chi tiết về chiếc xe Xpander 2022. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!